Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về kỹ thuật hẹn hò để khiến anh ấy yêu các bạn. Đây là những cái điều mà con gái nhất định phải biết để khiến cho người đàn ông mà các bạn đang thích trở thành người yêu của các bạn. Trước khi bắt đầu, các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút subscribe để ủng hộ mình, cũng như sẽ nhận được những video mới nhất khi mình mới đăng lên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của video ngày hôm nay. Cái điều đầu tiên, đấy chính là không được dễ dãi. Tuyệt đối không được hôn vào cái buổi hẹn đầu tiên, không được quan hệ vào cái buổi hẹn đầu tiên, hay là động chạm cơ thể vào cái buổi hẹn đầu tiên. Rất là nhiều bạn mắc cái sai lầm dẫn đến là người đàn ông người ta nghĩ rằng mình là kiểu người con gái dễ dãi, quá dễ dãi, quá dễ được, thành ra người ta không trân trọng và người ta nghĩ rằng cái kiểu con gái này không phải là kiểu con gái mà mình sẽ yêu rồi lấy làm vợ. Đó, đôi khi các bạn khiến cho người đàn ông người ta hiểu lầm, thích đến mấy rồi chúng ta cũng phải kìm nén lại nhá, không có những động chạm cơ thể và đặc biệt là không quan hệ tình dục vào cái buổi hẹn đầu tiên. Rất là nhiều bạn có chia sẻ với mình rằng: chị ơi, bọn em nói chuyện với nhau trên mạng xong rồi cũng thích nhau rồi, đến lúc gặp em thích quá thì cuối cùng là bọn em có quan hệ với nhau luôn, rồi sau đấy anh ấy cũng chẳng có liên hệ gì với em, hoặc lúc nào cần thì mới gọi em thôi. Đấy, thì các bạn phải tránh, tuyệt đối không để cái tình huống này xảy ra, tuyệt đối không được dễ dãi, vì đàn ông càng dễ có cái gì người ta sẽ càng không trân trọng bấy nhiêu. Điều số 2, hãy để người đàn ông lên kế hoạch cho cuộc hẹn của các bạn. Đừng có lúc nào cũng là người lên kế hoạch. Ví dụ, anh ơi hôm nay mình gặp nhau nhé, anh ơi thứ bảy mình gặp nhau nhé, anh ơi chủ nhật mình gặp nhau nhé, anh ơi chủ nhật mình đi cà phê nhé, anh ơi thứ bảy mình đi xem phim nhé. Đừng, hãy để cho người đàn ông phải nỗ lực trong việc lên một cái kế hoạch. Anh ấy là đàn ông mà, anh ấy chủ động trong việc tán tỉnh bạn, nỗ lực trong việc chinh phục trái tim của bạn. Hãy để cho người ta phải suy nghĩ để chinh phục trái tim của bạn, thì đấy là cái cách mà các bạn kích hoạt cái cảm xúc và khao khát được yêu bạn của người đàn ông. Hãy để những cuộc hẹn là người đàn ông sắp xếp. Ví dụ anh ấy sẽ nói rằng: em ơi cuối tuần này mình đi xem phim nhé, em ơi cuối tuần này mình đi ăn tối với nhau ở nhà hàng này nhé, em ơi em có thích ăn món Hàn, món Nhật, món Tây gì không, mình đi đến nhà hàng này được không nhá. Đừng là cô gái mà lúc nào cũng phải chủ động trong việc chúng ta sẽ ăn gì, chúng ta sẽ đi đâu, chúng ta sẽ ở đâu. Ít nhất là không phải trong cái giai đoạn hẹn hò này nhá. Giai đoạn hẹn hò này hãy để người đàn ông lên kế hoạch cho các kế hoạch hẹn hò của các bạn. Bằng cái cách này không phải là mình bảo các bạn kiêu, không phải kiêu căng hách dịch hay là nghĩ mình là bề trên, không phải như thế. Nhưng hãy để người đàn ông nỗ lực vì các bạn, vì chỉ có cách để anh ấy động não lên, nỗ lực vì các bạn thôi, anh ấy càng trân trọng hơn nếu như sau này anh có thể chinh phục được các bạn. Còn phàm là những cô gái mà luôn luôn tự lên kế hoạch để gặp người ta ấy, thì thường các bạn sẽ thất bại. Thứ nhất là sẽ không được anh ấy yêu này, và đôi khi các bạn còn bị lợi dụng nữa. Cho mình phải tránh tuyệt đối cái trường hợp này nhá. Mình cuốn hút, tạo điều kiện cho đàn ông được thể hiện cái sự nỗ lực của họ. Nếu như anh ấy hỏi bạn là: em ơi thì cuối tuần em có muốn đi đâu không, anh nói rằng em cũng không biết nữa, thì để anh ấy sẽ tự đưa cho những bạn những gợi ý để bạn chọn thì cũng được. Nhưng hãy để anh ấy lên kế hoạch. Đấy là nguyên tắc của chúng ta nhá. Điều số 3 rất quan trọng, đấy là trong quá trình các bạn nói chuyện hãy trao đổi với người ta về cái tiêu chuẩn của các bạn trong cuộc sống cũng như trong tình yêu. Rất là nhiều bạn có chia sẻ với mình là: chị ơi gặp nhau em không biết nói gì cho hay, nói gì cho cuốn hút. Các bạn cứ ngồi đấy chăm chăm mà nói gì cho hay, nói gì cho cuốn hút, thành ra lại nói lại không hay, lại nhạt, lại không cuốn hút. Nhưng trong mỗi buổi nói chuyện hãy cố gắng để tìm hiểu về người ta và giao lưu với nhau về những tiêu chuẩn trong cuộc sống và trong tình yêu. Ví dụ hãy trao đổi và nói chuyện với nhau những cái câu chuyện bâng quơ mà thể hiện mục đích của các bạn. Ví dụ: anh ơi, khi mà rất nhiều người họ nghĩ rằng yêu là yêu mà cưới là cưới, khi người ta yêu sẽ là một người mà người ta cưới sẽ là một người, anh nghĩ sao về cái quan điểm đó? Đấy, ví dụ thế, các bạn đưa ra một cái chủ đề để các bạn tìm hiểu về suy nghĩ của họ. Nếu họ nói rằng: ồ, anh đồng tình với quan điểm đấy, à cái đối tượng để yêu và đối tượng để kết hôn là không giống nhau. Nếu bạn thấy rằng cái quan điểm này không phù hợp với mình, bởi vì mình yêu là mình xác định lâu dài, mình yêu là mình xác định cưới, và mình yêu là nghiêm túc với cái tình cảm và nghiêm túc với đối phương. Ví dụ như vậy thì các bạn sẽ chia sẻ cái quan điểm, đưa ra những chủ đề, chia sẻ những quan điểm, hỏi họ về quan điểm đấy để mình tìm hiểu về con người đấy. Chứ đừng mà nghĩ rằng: ôi anh ấy đẹp trai quá, anh nhà giàu quá, mình chỉ nghĩ cách ôi để có được trái tim của anh ấy thôi. Ôi mình nói gì cho hay, nói gì cho cuốn hút, nói gì cho nó không bị nhạt nhỉ. Hãy dùng những cái buổi nói chuyện của các bạn trở thành nơi các bạn trao đổi những cái tiêu chuẩn của nhau. Thì bằng cái cách chia sẻ với họ về tiêu chuẩn của các bạn là cách mà các bạn có giá trị trong mắt họ. Và các bạn không cần phải nỗ lực cố gắng để nói gì làm gì, đau đầu bứt óc mà cuối cùng lại không cuốn hút. Hãy dùng cái cơ hội đó để chia sẻ những quan điểm, chia sẻ tiêu chuẩn của bạn. Và một cô gái có tiêu chuẩn là một cô gái giá trị cao trong mắt đàn ông.
Và rất nhiều người đàn ông có thể là ban đầu người ta cũng nghĩ là không nghiêm túc thật đấy, hoặc người ta cũng chưa tính toán gì đến chuyện kết hôn thật đấy. Nhưng ví dụ thấy các bạn chia sẻ về quan điểm của các bạn, người ta sẽ thấy à, quan điểm của cô ấy đúng. Bây giờ mình bắt đầu đồng tình với quan điểm đấy, mình bắt đầu yêu một cách có trách nhiệm hơn, mình yêu một cách nghiêm túc hơn, chứ không như cái cách trước đây nữa. Thì đôi khi chính các bạn đã hướng cho họ, chỉ dẫn cho họ cái cách yêu đúng đắn, mà có thể là trước đấy họ chưa có yêu đúng đắn, đúng không nào? Đấy, đấy cũng là lý do mà rất là nhiều lần các bạn nhìn thấy ấy, có những chàng trai mà trước đây yêu lăng nhăng, yêu chơi bời, nhưng sau đấy khi gặp một cô gái đúng, đúng người, đúng thời điểm, người ta lại chia sẻ với nhau những cái quan điểm đấy, và người đàn ông thay đổi để làm cho cô gái đấy hạnh phúc. Đấy, cho nên là nhất định phải trao đổi cái tiêu chuẩn để thể hiện giá trị của mình, cũng như tìm hiểu về quan điểm của đối phương các bạn nhé. Và các bạn phải luôn luôn nhớ cái câu này này: muốn có được một người đàn ông dành cho mình thực sự thì các bạn phải tìm hiểu xem người đàn ông đấy có phải là người đàn ông đấy không. Thì làm sao mà để biết anh có phải là người đàn ông đích thực của cuộc đời mình hay không? Bằng cách trao đổi với anh ấy những tiêu chuẩn. Nếu anh ấy có cái quan điểm trong tình yêu khác mình, quan điểm là hoàn toàn trái ngược với những cái nguyên tắc và những con đường mà mình theo đuổi, thì mình biết rằng đó không phải là người dành cho mình, và mình phải gạt người ta ra để dành cái chỗ trống đó cho một người thực sự thuộc về mình. Cái điều số 4 trong hẹn hò phải biết này: không bao giờ dành tình cảm cho một người mà trong lòng họ có người khác nhá. Nếu các bạn yêu một người mà trong lòng họ có người khác, chứng tỏ rằng mình đang hạ thấp giá trị của chính mình. Các bạn đừng nói rằng các bạn đang yêu chính mình, các bạn đang hạ thấp chính mình thì đúng hơn ấy. Bởi vì một người có lòng tự trọng, một người giá trị cao sẽ luôn luôn biết rằng mình xứng đáng với sự trọn vẹn của một trái tim dành cho mình. Chứ không bao giờ thấy người ta yêu người khác xong mình cứ phải chạy theo người ta. Tại sao lại phải thế? Tội gì mà phải thế? Đúng không? Cuộc đời ngắn ngủi, mình đến để tận hưởng hạnh phúc và trao hạnh phúc, không phải đến để dành hạnh phúc cho một người người ta không cần. Và cái điều số 5, nhất định phải chia sẻ trong quá trình hẹn hò, đấy là những cái tiêu chuẩn về sự chung thủy. Làm sao để biết được cái tiêu chuẩn về sự chung thủy của các bạn? Tức là các bạn phải biết rằng mình làm được như thế nào thì mình có quyền yêu cầu một tình yêu như thế. Ví dụ, bạn có sẵn sàng có thể chung thủy cùng với thời gian, thậm chí là cùng với khoảng cách địa lý xa cách, vậy bạn có quyền và xứng đáng với một người đàn ông họ cũng làm được như vậy. Còn trừ khi bạn không làm được thì mình không có quyền đòi hỏi, đúng không? Ví dụ là mình là một cô gái kiểu là không chịu được cô đơn ấy, nhất định phải có đàn ông bên cạnh mình, thì mình chẳng có quyền gì để yêu cầu một người đàn ông mà người ta có thể đứng vững trước những cám dỗ trong khi mình lại bị cám dỗ, đúng không nào? Cho nên nguyên tắc của chúng ta làm được như nào, chúng ta xứng đáng có một người đàn ông làm như thế đối với mình. Mình chung thủy được thì mình có quyền đòi hỏi một người đàn ông chung thủy. Còn nếu như mình không chung thủy được thì mình làm gì có quyền đấy, đúng không? Và mình phải hướng tới những cái điều đúng đắn trong cuộc sống. Chung thủy trong tình yêu đó là một cái nhân tố nó rất là quan trọng mà mình muốn các bạn hãy trao đổi với nhau trong quá trình hẹn hò, để mình biết xem mình cái quan điểm sống đấy của người ta nó có phù hợp với mình không, để mình bước đi. Hãy tạo ra những tình huống để chúng ta cùng bàn luận về cái chủ đề đấy. Ví dụ như là: anh ơi, hôm nay em vừa đọc được một bài báo có nói là cái anh này vì là xa người yêu lâu ngày nên đã sa ngã bởi một vòng tay khác, thì anh thấy là cái điều đó, anh có quan điểm gì về cái việc như này? Ví dụ anh ta đồng tình thì mình biết rằng đấy là anh ấy thôi, thì mình biết trước là như vậy thì mình sẽ tránh xa ra. Còn nếu anh ta đanh thép để mà nói rằng không, nếu cuộc đời này ai cũng làm như vậy thì xã hội loạn à, đúng không? Anh trân trọng những con người đứng vững trước cám dỗ, hoặc anh trân trọng những con người mà biết gìn giữ cái sự chung thủy, anh trân trọng những người mà luôn yêu theo đạo đức, ví dụ như vậy. Thì bằng những cái quan điểm của người ta, bạn sẽ biết bạn người ta là người như nào, và nhất định phải trao đổi về nguyên tắc về sự chung thủy trong tình yêu. Thì đấy là những cái điều mà tuyệt đối các bạn phải nhớ khi hẹn hò. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó, nhấn vào theo dõi, like, rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình, và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn, thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.
Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Nếu như các bạn có những câu hỏi và cũng muốn được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì đừng quên là lên Google gõ toanhuyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của mình. Rồi ở phần giữa trang có Messenger ấy, các bạn hãy để lại câu chuyện của các bạn ở đó nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay của một bạn nam. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chị ơi, chị cho em hỏi với. Em quen cô ấy trên TikTok từ tháng 8 năm 2021. Mặt mũi thì em chưa biết. Tại lần đầu tiên cô ấy gọi điện bằng video call ở Zalo cho em thì bị em từ chối. Giờ nghĩ là em mới thấy tiếc là tại sao lúc đó em không nghe máy để được nhìn thấy mặt của người yêu mình. Giờ em gọi lại bao nhiêu cuộc video call cô ấy cũng không nghe. Mà có 2 lần cô ấy nghe, 1 lần cô ấy để video call xa quá em không nhìn thấy rõ mặt. Lần 2 là cô ấy tắt camera đi, em không nhìn được. Tụi em yêu xa nên chỉ gửi hình ảnh qua lại cho nhau xem. Lúc mới quen, cô ấy thường xuyên chủ động gọi thoại cho em mà gọi bằng số điện thoại chứ không phải qua Zalo. Nhưng sang năm 2022 thì em lại thấy em là người chủ động nhiều hơn và em thấy cô ấy không chủ động như lúc đầu mới quen nữa. Mỗi lần em và cô ấy cãi nhau cái gì thì có lúc em im lặng mà cũng có lúc cô ấy im lặng. Nhưng không quá 3 ngày em và cô ấy lại nói chuyện với nhau bình thường. Điều làm cho em khó chịu là cô ấy không cho em nhìn thấy mặt. Nhiều lần em cũng để cô ấy chủ động nhắn tin và gọi điện, cô ấy cũng đã làm như vậy. Có 2 lần cô ấy bảo ra gặp em, nếu được thì sẽ cưới luôn. Nhưng rồi cô ấy lại không ra gặp. Em nhớ có lần cô ấy bị mất Zalo, cô ấy gọi bằng số điện thoại cho em mà em nghe tiếng khóc nức nở luôn, bảo em kết bạn bằng số điện thoại mới của cô ấy. Em thường lên TikTok xem người quen like, rồi cô ấy thấy em trên TikTok có mấy người con gái khác mà em có nói chuyện gì với người con gái kia đâu. Nhưng mà cô ấy nổi cáu, gọi điện, gọi Zalo cho em, cô ấy hét lớn lên. Có lần em nghe cô ấy hét mà em cũng phải bịt tai lại. Và giờ em hứa là sẽ không lên TikTok nữa, nhưng em lại sợ cô ấy lại đi nói chuyện với người khác. Nhiều lần em có hỏi là em có lên TikTok không, có lúc cô ấy lại nói có lúc lại không. Vì nhiều lần em cũng đã thấy cô ấy nói chuyện với người khác nhưng không vượt quá giới hạn, nhưng em cũng không chịu được. Em thấy rất khó chịu. Em xin chị cho em lời khuyên ạ. Em cảm ơn chị nhiều. Em thân mến, trong cái bức thư của em thì em có nói là có lần cô ấy bảo cô ấy ra để gặp em. Thì bọn em là ra Bắc với vào Nam mà đúng không? Hay là ở xa nhau thì cỡ nào? Nhưng mà chị muốn nói này, bọn em đã quen nhau rất là lâu rồi, yêu nhau cũng lâu như thế rồi thì phải gặp nhau, được không nào? Không có một cái người nào yêu thật lòng mà không muốn gặp nữa. Cô ấy có nói cô ấy ra gặp em 2 lần, thế em đã có lần nào em nói rằng em chủ động em ra gặp cô ấy chưa? Em là đàn ông, em phải chủ động cho cái việc gặp gỡ, chứ không phải để cho phụ nữ chân yếu tay mềm. Sau này người ta có thể đi tìm em, nhưng bây giờ cái lần đầu tiên, những cái lần đầu tiên là em phải chủ động với người ta, đúng không nào? Muốn cái tình yêu ảo thành tình yêu thật thì biến nó thành tình yêu thật đi, gặp nhau ngoài đời đi, chứ đừng có chỉ gặp nhau trên mạng như thế này nữa. Cái lý do mà cô ấy không gọi là video call với em thì cũng có một vài cái lý do như thế này. Đầu tiên là thường là con gái ấy, khi mà video call bằng Zalo hoặc là bằng FaceTime ấy thì thường là cái nước da nó sẽ không được đẹp. Đó, thậm chí là những cái hình ảnh mà em nhìn thấy khi mà call ấy thì nó còn xấu hơn ở bên ngoài. Có nhiều khi con gái ngại, không muốn là gọi, và đặc biệt là mặt mộc nữa thì cái hình ảnh nó không được đẹp. Nên người ta có thể là cái lý do đấy nó khiến cho cô gái không muốn video call. Hoặc cái lý do số 2 là người ta muốn em cũng tò mò về người ta để em phải gặp người ta đi, đúng không? Em là đàn ông mà không thể nào cứ yêu thế này mãi được, em phải ra gặp người ta chứ, đúng không? Em cũng phải tìm hiểu xem cô ấy như thế nào, nhà cửa ở đâu, bố mẹ thế nào, tình trạng như ra sao. Chứ bây giờ em như thế này thì chẳng biết là em đang yêu một cô gái như thế nào, còn trên mạng lừa đầy ra, đúng không? Chị không muốn nói là cô ấy lừa, nhưng mà mình quen nhau một thời gian mà cảm thấy yêu nhau rồi là phải gặp nhau, chứ không phải là cứ để như thế này mãi được em ạ. Rồi có nhiều cái tình huống ở trên mạng đấy, người ta có chồng có con rồi nhưng nhiều khi người ta chán, người ta buồn, người ta vẫn cứ lên mạng, người ta tìm một người nói chuyện cho vui, người ta cũng không muốn phiền phức phức tạp nên người ta cũng không muốn phải giải thích là tôi có chồng có con rồi hay cái gì cả. Chứ chị nghĩ rằng em là em phải cẩn thận cái này nhá. Hy vọng là không phải như thế, nhưng mà mình cũng phải cẩn thận, chứ không phải là yêu nhau lâu như vậy rồi xong bây giờ chỉ có ở trên mạng thôi. Cái thứ nữa, cái quyền sử dụng TikTok
là quyền của mỗi người, không ai có quyền ép cả. Người ta là người yêu của em, không phải là chủ nô, mà người ta có quyền không cho em lên TikTok trong khi người ta vẫn lên bình thường, đúng không? Kể cả người ta không lên, đấy là chuyện của người ta. Em lên để em giải trí, đúng không? Em không có làm cái gì sai trái cả, thì cô ta hét để cô ta hét, đúng không? Hét cái gì thì hét, hét đúng thì thôi chứ, chứ không phải là mình yêu, mình chiều, nhưng không phải là cái gì cũng gọi phục tùng và làm theo cô ấy được. Nên bây giờ chị nghĩ rằng trong mối tình này có rất là nhiều bất cập, và chị có cảm thấy rằng nó chưa rõ ràng ở bọn em. Thế nên bây giờ là bọn em sẽ phải gặp nhau, đúng không nào? Em là đàn ông nên đi tìm đến để gặp cô ấy, hẹn cô ấy một buổi gặp đi. Em nói rằng anh và em đã yêu nhau một thời gian rồi, và anh không muốn là cái mối tình ảo này mãi là ảo nữa. Anh thực sự muốn gặp em để thực sự muốn phát triển một mối quan hệ bền vững và lâu dài với em, và có thể tiến tới những cái điều xa hơn. Cho nên là thời gian này anh sẽ sắp xếp để gặp em, qua gặp em có được không? Rồi gặp nhau đi, hẹn hò với nhau đi, tiếp xúc mặt đối mặt với nhau đi. Lúc đấy không phải tò mò xem mặt người yêu em như thế nào nữa nhá. Đấy, cái việc không nhìn thấy mặt của người yêu nên là cũng vấn đề đấy. Nên là phải gặp đã, hẹn hò đã, nói chuyện với nhau đã, rồi sẽ tính tiếp, được không em? Nhá, chứ bây giờ mình không thể nào yêu mãi như thế này được. Hơn nữa em là đàn ông nữa, không thể để được con gái. Cái lần hẹn đầu tiên hoặc lần gặp đầu tiên để con gái đi tìm mình là không được à? Em ạ, mình phải đi tìm người ta. Nên chị nghĩ rằng cái này là cái bước đầu tiên và quan trọng nhất. Rồi lúc đó mình mới tính là mình sẽ phát triển mối quan hệ này tiếp theo như thế nào. Rồi có những cái bất cập trong cái chuyện tình này em phải nói. Ví dụ như chuyện xem TikTok là mình phải nói với cô ấy. Chúng ta là người yêu của nhau, chúng ta phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau và không gian của nhau. Em có quyền giải trí, anh cũng có quyền giải trí, chỉ là giới hạn ở đâu thôi. Chúng ta không lên mạng mà chúng ta tán tỉnh người khác, đúng không? Chúng ta không tạo cơ hội cho người khác tán tỉnh mình. Đấy là nguyên tắc của sự chung thủy. Chúng ta thống nhất với nhau điều đó. Nhưng không có nghĩa là anh không được phép lên TikTok nữa. Trời ơi, anh là người yêu của em chứ có phải là nô tì của em hay nô tài của em đâu mà lại quyết định như thế, đúng không? Mà lại quy định nhau như thế, mà kiểm soát nhau như thế. Yêu nhau để làm cho nhau hạnh phúc, chứ không phải là phục tùng cho cảm xúc cá nhân của mình. Còn cô ta chỉ vì như vậy thôi, em lên mạng em cũng không làm gì, không nói chuyện gì với cô gái khác, lên TikTok xem người khác like thôi mà cũng nhảy vào mà hét ầm lên, thì chị cũng không hiểu là cô ta như thế nào nữa. Tất cả những hành động cử chỉ của cô ta là cái để em lại đánh giá con người nữa, chứ không phải là bây giờ yêu mù quáng là mình cái gì mình cũng chấp nhận hết, xong rồi nghe lời hết đâu nhá. Không phải để người ta dắt mũi mình được. Mình yêu, mình chiều trong phạm vi mà mình muốn dành những cái điều tốt đẹp cho cô ấy. Nhưng cô cũng phải học cách tôn trọng mình và tôn trọng không gian và quyền riêng tư của mình, chứ không phải cái gì cũng nhảy vô kiểm soát em nhá. Đấy là cái cách ứng xử của mình trong tình yêu. Và chị nghĩ rằng dù là nam hay là nữ thì chúng ta cũng phải học cách để mình cuốn hút trong tình yêu. Và chị có khóa học là đỉnh cao cuốn hút khi yêu. Các bạn nên tham gia khóa học này để các bạn biết cách ứng xử cuốn hút. Ở đó các bạn được trân trọng, các bạn được yêu thương, các bạn được người đối phương họ tôn trọng những cái suy nghĩ và mong muốn của các bạn, và họ phải chiến đấu nỗ lực vì các bạn chứ không phải là để cho họ chi phối hoàn toàn nhá. Để tham gia khóa học này thì em hãy lên Google gõ toannguyenhạnhphuc.vn sẽ ra cái trang của Toàn Nguyễn, rồi sau đó các bạn chọn cái khóa học đỉnh cao cuốn hút khi yêu. Khi yêu là phải cuốn hút, và đối với em trai trong câu chuyện thì chúng ta phải biến cái tình yêu ảo thành tình yêu thật nhá. Phải gặp nhau đã, gặp nhau rồi tính tiếp, rồi tính những cái khác sau. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm cho các bạn trong thời gian qua đã nhắn tin cho mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, em xem rất nhiều các video của chị để học cách hoàn thiện bản thân mình hơn và có một tình yêu đẹp hơn. Tuy vậy em vẫn bối rối trong trường hợp của mình vì em không xác định được tâm lý của bạn trai hiện tại của em như thế nào. Em rất mong chị có thể tư vấn giúp em ạ. Chuyện của em như sau: em là nữ 25 tuổi và đang yêu bạn trai yêu xa, nhỏ hơn em 4 tuổi. Bạn ấy là người Trung Quốc và chúng em quen nhau qua mạng. Vì dịch bệnh nên chưa thể gặp nhau và dự định 2023 sẽ gặp nhau ạ. Em và bạn ấy tiến đến mối quan hệ bạn trai bạn gái rất nhanh và phần lớn là do bạn chủ động. Bạn từng nói với em bạn bị người cũ phản bội và từng có giai đoạn trầm cảm. Bố mẹ cũng thường xuyên vắng nhà nên đôi lúc bạn sẽ hơi có vấn đề, mong em thông cảm. Em vẫn quan tâm và không kiểm soát, không đòi hỏi và không đưa quá nhiều tâm trạng tiêu cực vào mối quan hệ như chị hướng dẫn. Tuy nhiên em cũng không nói quá nhiều lời tình cảm nồng nhiệt vì thời gian tụi em bên nhau còn quá ngắn. Gần đây em có cảm giác bạn nhạt đi rất là nhiều, chúng em không cãi vã nhưng cũng không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa.
Mỗi ngày chỉ nói với nhau vài ba câu và em luôn cố gắng để cuộc nói chuyện vui vẻ hơn. Tuy vậy có khi 2-3 ngày tụi em mới nói chuyện với nhau một lần. Trong lúc tụi em ít nói chuyện với nhau thì bạn ấy có 2 lần hỏi em rằng: nếu anh không tìm em thì em cũng không tìm anh luôn sao? Sao em lại không để ý tới anh vậy? Nhưng vấn đề là mỗi lần em tìm bạn nói chuyện thì bạn đều bảo là bạn đang bận hoặc đang phải đi ngủ. Vì thế em mới không dám chủ động bắt chuyện quá nhiều ạ. Em nói là muốn nói chuyện đoàn hoàng với bạn để cùng nhau tìm cách giải quyết thì bạn nói không chán em. Chỉ vì bạn bận thôi, tụi em không cãi nhau. Em vẫn cố gắng tích cực nhất có thể dù em biết bạn hiện tại đang trong giai đoạn nghỉ phép và không có việc gì bận cả. Bạn vẫn online thường xuyên và cập nhật trạng thái trên mạng xã hội nhưng bọn em không liên lạc với nhau được 5 ngày rồi ạ. Chị ơi, hiện tại bạn ấy đang có dấu hiệu chán em đúng không ạ? Em nên tiếp tục im lặng và chuẩn bị tốt tâm lý đúng không chị? Em mong chị tư vấn giúp em. Em cảm ơn chị. Em thân mến, thực ra chán thì cũng không phải là chán, bởi vì chị có cái cảm giác là hoài nghi cái người đàn ông này ngay từ đầu khi quen em rồi. Thứ nhất, người ta nói yêu em quá nhanh, cũng chỉ là trên mạng thôi, làm sao mình có thể tin được? Hỏi em, đúng không? Nhưng có phải xem xét đã. Người ta ở bên nhau hàng mấy chục năm còn chưa hiểu hết về nhau, chứ đừng nói là mình mới quen quen thôi mà người ta lại nói yêu quá là nhanh. Một người thực sự yêu em không dám thể hiện một cái thứ tình cảm quá là vội vàng đâu em à. Nhớ cho mình phải cân nhắc, chị ấy thì chị có cái xu hướng là nghĩ rằng cái anh này ngay từ đầu không có sâu đậm gì với em cả, chỉ là cứ tán và muốn có được một cái lợi ích và mục đích thôi, đúng không? Có được một người yêu này, nếu em nhiệt tình và sẵn sàng thì có thể lợi dụng những cái thứ khác của con gái. Cái thứ nữa là bây giờ anh ta lảng em ra thì chị nghĩ rằng không phải là vì chán em mà vì có một đối tượng khác rồi em ạ. Em nghĩ mà xem, anh ta có thể lên mạng dễ dàng nói yêu em như thế, dễ dàng đến với em như vậy, thì em nghĩ rằng anh ta có thể khó khăn mà đến với những cô gái khác ở trên mạng á, làm gì có chuyện như vậy, đúng không? Cho nên cái cách người đàn ông làm mình phải suy luận ra, chứ không phải là tin tưởng tất cả vào những điều anh ấy nói. Chị thì chị có hoài nghi là anh này anh có người khác, mà có khi không phải là chỉ một người khác mà còn nhiều người khác nữa, chứ không phải là chỉ có một mình em đâu. Chứ còn chán thì cũng chẳng có gì để chán cả. Bọn em mới quen nhau, chị nói thật cái giai đoạn, nếu mà thực sự yêu nhau cái giai đoạn 1 năm đầu, nó là cái giai đoạn nồng cháy ngọt ngào nhất, chứ không thể nào mới quen nhau mà đã chán ngay được. Em mà đã thích nhau, đã yêu nhau thì không thể nào chán ngay được sớm như thế, mà trong khi bọn em chẳng có cái vấn đề gì cả, chẳng cãi vã, chẳng gì cả. Thì chỉ có một cái lý do là anh ta có người khác thôi. Có người khác thì mới bận, mà em rõ ràng biết người ta đâu có bận, người ta đang nói dối mà, đúng không? Thì em đừng có tự lừa dối bản thân nữa. Người đàn ông này có thể đã có người khác, và không chỉ một người khác mà còn nhiều người khác nữa. Cho nên chị nghĩ rằng tình yêu trên mạng ấy, chị không có phê phán gì cả, nhưng mình phải tỉnh táo, không được trao đi tình cảm quá là nhanh, quá là sớm, mà mình phải tìm hiểu rất là kỹ để biến cái tình yêu trên mạng nó thành tình yêu thật, để gặp nhau rồi, biết nhau rồi thì mình mới có thể có những bước tiến xa hơn, chứ không phải là dành tình cảm cho người ta quá nhanh và quá vội em nhá. Cho nên chị nghĩ như này, phương án dành cho em là sẽ như này này: anh ta đã lạnh lùng như thế, em hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng anh ta sau lưng em có người khác, nhưng anh ta không chân thành với mình thì mình xem thôi, giờ cũng không cần phải liên lạc cái gì cả, người ta cũng chẳng coi mình là gì thì chẳng có lý do mình phải coi người ta là cái gì cả em ạ. Bây giờ cũng mới chỉ quen nhau trên mạng thôi, cũng chẳng biết là anh ta có thực sự tồn tại trên cuộc đời đấy không ấy, hay là ví dụ lại mạo danh người khác để nói chuyện với em hay gì. Đầy cái kiểu người ở trên mạng như thế mà, họ mạo danh người này người kia để nhắn tin trò chuyện nói chuyện với em, đúng không? Vui biết bao nhiêu cái vụ lừa trên mạng, lừa làm gì, ví dụ lừa gửi ảnh nhạy cảm này, gửi ảnh khỏa thân, rồi là những cái video chat sex này kia này, đúng không? Thì anh ta nói với em với cô, anh không tìm em thì em cũng không tìm anh à? Ý là gì? Muốn em mạnh mẽ hơn, muốn em như này để em thể hiện tình cảm mạnh hơn để xem là như thế nào. Em đừng có dính vào cái mục đích đó của anh ta nhá. Nếu anh ta thực sự có tình cảm với em, đơn giản lắm để có thể nhận ra được. Bây giờ việc của em là gì? Im lặng luôn nhá. Im lặng không chỉ 5 ngày, 50 ngày, thậm chí là lâu hơn. Nhưng để làm gì? Em im lặng để lần tới anh ta có nhắn tin với em không trả lời nữa. Lần thứ hai em không trả lời nữa. Lần thứ ba em không trả lời nữa. Nhưng bất kể nó mất bao nhiêu lâu, người thực sự yêu em không bao giờ họ để yên như thế. Họ sẽ cuống quyết lên, họ sẽ không thể chấp nhận nổi, họ sẽ phải nói rất là nhiều với em đó. Nhưng mà chị nghĩ rằng cái phần trăm rất là cao ấy, phải đến 90% là em yêu nhầm người. Anh này không phải là một người tử tế và tốt. Đơn giản là trên mạng, lên trên mạng tìm những cái mối quan hệ cho nó vui thôi, cho nó lừa được thì cứ lừa thôi.
em chưa biết gì về anh ta cả, cho nên chị nghĩ rằng em nên tỉnh táo nhá. Phần trăm rất lớn anh ta không chân thành, còn việc của em là gì em cứ im lặng đi. Lần tới nói chuyện em không thèm nói chuyện, vài lần em không thèm nói chuyện cho anh ta cú quyết hết cả lên đi. Nếu anh ta cú quyết thì lúc đấy còn có lý do để mà mình còn nói chuyện tiếp với anh ta, còn nếu không thì thôi em ạ, mối quan hệ này không nên tiếp tục nhá. Mình phải tỉnh táo, đừng để bị lừa. Còn cái lý do của anh từng bị phản bội cho nên anh từng bị trầm cảm, có thể đó là thật nhưng có thể đó là giả. Thiếu gì những người trên đi trên mạng đi lừa để có được cái tình thương từ phía cô gái, nên nói là ôi anh có cái nỗi khổ này, anh đã từng bị phản bội thế này thế kia, để cho cô ấy kia nghĩ ôi cái người đàn ông đấy người ta trung thủy lắm, người ta vì bị phản bội nên người ta bị tổn thương, chứng tỏ người ta rất chân thành thật lòng cái gì gì đấy. Mình phải hiểu tất cả điều đấy, nhìn vào những biểu hiện và hành động ấy nhá. Còn những cái biểu hiện của anh ta như này chứng tỏ rằng anh ta không coi trọng em, anh ta không thật lòng với em ấy nhá. Cho nên là việc của em là gì, đừng có trao vội tình cảm, việc của mình là tìm hiểu thôi, còn cảm thấy là không đủ chân thành thì thôi nghỉ vậy thôi. Còn đâu việc của mình là mình tiếp tục đi trên con đường của mình, người này không phù hợp thì mình sẽ mở cơ hội cho một người đàn ông tuyệt vời hơn sẽ đến trong cuộc sống của mình em nhá. Thì đấy là cái phương án của chúng ta. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, để được tư vấn miễn phí trên các video như thế này thì các bạn có thể vào cái trang fanpage của mình có tên là Toàn Nguyễn, hoặc một trang nữa có tên là Tiêu Thần Khải. Mình có để link ở phần mô tả của mỗi video để các bạn có thể vào đó, nhấn vào theo dõi, like rồi vào phần tin nhắn để lại câu chuyện của các bạn ở đó. Mỗi một tuần thì trợ lý của mình sẽ lựa chọn những câu hỏi để đưa đến cho mình, và rồi mình sẽ làm các video tư vấn miễn phí cho các bạn như thế này. Bên cạnh đấy, nếu như các bạn muốn tư vấn có phí để gặp trực tiếp mình và trò chuyện với mình những cái câu chuyện riêng của các bạn thì các bạn cũng có thể đặt lịch hẹn trên hai trang fanpage mà mình có nói với các bạn ở trên nhá. Địa chỉ của trang fanpage thì mình luôn luôn để ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể vào các cái link đó. Còn không thì các bạn cũng hoàn toàn có thể lên Facebook và các bạn nhấn Toàn Nguyễn thì sẽ ra. Dù là tư vấn miễn phí hay tư vấn tính phí thì đều là trợ lý của mình sẽ tiếp nhận. Cho nên nếu các bạn muốn tư vấn miễn phí thì các bạn để lại câu chuyện. Còn nếu muốn tư vấn có phí thì các bạn cũng sẽ đặt lịch với trợ lý của mình ở trên trang fanpage nhá. Rất cảm ơn các bạn đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.